giả khóc. Vâng, thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì khoan xong cái giếng cho nhà chú Tám nghĩa địa thì thành Trung cũng đi ra được đến cái đầu đường thì xe nó bị trục trặc kỹ thuật, nó không chạy được. Thì vừa là tới cái chùa Phước Long này cô chú anh chị, ngay cổng chùa luôn. Chắc là ông bà với Phật là muốn ghé lại chùa sao? Thì cái gì anh? Em chả biết cái bơm nó nằm ở đâu kìa. Mà bình thường em mở ra là xăng nó chảy ra cho cái chỗ đó đó. Đó đúng rồi, xăng là nó chảy ra đó đó. Mà giờ mở ra là xăng nó không có chảy ra nữa. Là xe nó bị trục trặc. Xăng thì giờ đầy phải không anh? Xăng anh mới đổ đó, cái lúc đi là mới đổ xong đó. Đầy cũng có bình thường. Nói chung là xe của thành Trung là xe đời cổ của chú nhị, nó lâu quá rồi nên là đi đường xa chịu không nổi. Từ nhà chạy lên đây là 80 cây số, thường thường là đi có 15-20 cây à. Nhưng mà giờ đi 80 cây số nên là nó muốn ngủ lại. Hồi nãy lúc mà anh khoan ở trong nghĩa địa anh có cầu nguyện gì không? Cái lúc anh khoan ở trong nghĩa địa anh cũng xin coi như ông bà trong đấy để cho về đi về là thuận buồm xuôi gió chứ, thượng lộ bình an đó chứ. Mà mới ra được khoảng 200 mét cô chú là bị hư. Thì cũng đang nhờ anh thợ máy tới để anh ấy sửa cho là lấy cái đi về cô chú, mà không biết là có được hay không đây. Khi mua mà làm YouTube mà coi như có được nhiều tiền là thành Trung thay luôn cái máy này luôn, à thay luôn cái xe này luôn cô chú. giờ là chưa có thu nhập bên YouTube. Đi ra đây thấy sao đạp ga sao mà coi như không thấy nó lên cái gì nữa kìa. Tắt liền luôn hả? Tắt ngay chùa có giữ. Nghe nào? Đó, chùa đó. Là đề là thấy rồi, xong rồi. Giờ đề chứ đâu nổ đâu. Vâng, đâu có xăng đâu. Ừ, xăng đâu có bơm đâu nổ. Xăng nó đâu có lên đâu. Em xin cho trong anh chiếc xe tải bự ha, trông cho sửa được nhanh để về không có tối. Rồi có hy vọng rồi cô chú, có hy vọng là nổ rồi, gặp đúng bác thợ giỏi vô là bắt được bệnh ngay. Rồi, có hy vọng là sẽ sửa được nhanh. Đây nó lỏng dây ha. Ổ cực trì nữa nè. Có cái mũi nó nhọn nhọn không ta? Mũi kéo. Có cần kìm không anh? Có kéo luôn. Có kéo hả? Có. Mở ra. Nói chung là giỏ đồ nghề là kéo kiếp đồ đầy đủ hết. Kéo kìm. Đây anh nha, kéo. Thôi được rồi.
Sao tới đây nhớ Nguyễn Thanh hả? Em ở đây suốt mà. Em là học tiếng Nhật chung với Thanh, đi Nhật chung. Nó thằng em vợ á. Em vợ hả? À. Nó ngủ á. Thì cái gì khán giả? À, đây là cái anh thợ mà anh rể có một người bạn thân của Trần Văn Mẫn. Thì ở trên đây thì khu vực trên đây mình đi rất là nhiều lần rồi. À, vừa. Rồi lên đi. Ok rồi đó. Rồi, à, ok. Rồi xe đã sửa xong cô chú anh chị, rất mừng là nó không có bị hỏng nặng. Là nó bị mấy cầu chì đây cô chú anh chị này. Rồi. Rồi anh thợ rất giỏi cô chú anh chị. Anh mới đến là anh nó bắt được bệnh ngay và sửa được xe nổ luôn. Rồi rất cảm ơn anh rất nhiều. Rồi em cảm ơn anh nhá. Để đó rồi ta tính. Chạy xe em đi, em chạy thử xe này đây. Rồi để cho đưa chìa khóa đây. Đưa chìa khóa đây, chìa khóa xe. Bữa nay em chạy xe anh thành công luôn. Chạy xe Ford được chứ chạy xe này khó chạy em nè, đùa. Rồi Long Ẩn cũng đã chạy xe về tới đây rồi cô chú nhỉ. Từ từ. Cái đó nhốt luôn Long đó luôn. Em sẽ chui ra đường này. Đây. Ôi rồi may quá. Xe im quá. Cái gì khán giả, ngày ai thương dạ. Anh Thành Trung thì cho anh 100 triệu. Đổi xe mới nha. Nói chung cái xe này nó cũ quá mà xe Trung Quốc. Nên là chạy đường xa nó cũng hơi chật vật. Em chạy xe em thấy sao? Phát mồ hôi không? Em tưởng đâu em đang lái xe tăng mà. Anh ơi, cảm ơn anh chị nha. Dạ em cảm ơn anh nha. Uống cà phê xíu nữa anh. Vâng là... cũng may nhờ có chú đây là có con rể làm bên điện cô chú nhỉ, nên là gọi điện tới là sửa được luôn và cũng rất may. Vâng thì là rồi con cảm ơn chú rất nhiều. Vâng đây là chú có con rể làm điện đây, điện ô tô đây cho cô chú này. Anh rể Thanh à, nhà chú có miếng đất rất rộng. Đây có mấy cây mát quá trời luôn. Bắc vọng là ngủ trưa ở đây. Vâng thì Thành Trung cũng kết thúc cái clip ở đây nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.